Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Thưa tôi là Phan Anh và tôi tiếp tục bài học số 2 trong phần thứ nhất của series video hướng dẫn cho các anh chị về việc phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến và bùng nổ doanh số cá nhân. Thế thì bài học này là một cái bài học ngắn gọn thôi, đơn giản thôi. Tôi muốn nói rằng là chúng ta sẽ bán những sản phẩm gì theo mô hình này. Đó, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số cái case study, một số cái tình huống, một số những cái nghiên cứu, một số những cái ví dụ điển hình thành công mà tôi đã chứng kiến hoặc là tôi đã cố vấn cho họ, tôi đã tham gia cùng với họ, đúng không ạ? Thế thì trong cái video trước tôi cũng đã nói rồi, thì hiện nay thì có rất là nhiều những cái sản phẩm mỹ phẩm này, thực phẩm này, thực phẩm chức năng này, hàng tiêu dùng này, rồi thì ví dụ như là thuốc giảm cân này, thuốc tăng cân này, mỹ phẩm tắm trắng hay là những cái sản phẩm cụ thể. Chúng ta nhìn thấy là họ áp dụng rất là nhiều đông y này, tây y này, dược phẩm này. Đó, đều là những cái hình thức mà đang phát triển theo hệ thống này tốt. Hoặc là một số những cái bạn bán hàng sách tay từ châu Âu, từ Mỹ về, sau đó cũng kết hợp với một số những cái đại lý để có thể là cùng bán hàng, cùng để hàng nhanh, vừa bán buôn vừa bán lẻ trên mạng, đúng không ạ? Thế thì chúng ta thấy rằng là cái mô hình này là cái mô hình mà chúng ta không nhất thiết là phải thành lập công ty không theo gì cả. Đấy, chúng ta có thể cá nhân, chúng ta vẫn làm ok. Còn tất nhiên công ty thì chúng ta sẽ thấy là làm thích hơn, dễ hơn và có uy tín hơn một chút. Nhưng quan trọng nhất nó vẫn là phải người đứng đầu. Công ty không theo nó chỉ là hình thức thôi. Thì các bạn cũng hoàn toàn có thể phát triển với tư cách cá nhân. Ví dụ như là anh Phan Anh hoàn toàn có thể phát triển cái việc đó. Các bạn có thể tham khảo thêm. Trên thị trường bây giờ có rất là nhiều người, người ta làm cái mô hình này và cũng hơi hơi cạnh tranh rồi đấy, cũng hơi hơi bão hòa rồi đấy. Đó, điển hình nhất là ví dụ như Oriflame là một công ty mà phát triển theo mô hình bán hàng đa cấp rất là thành công, đúng không ạ? Thì bây giờ thì trên thị trường cũng có rất nhiều những cái doanh nghiệp cá nhân hoặc là đội nhóm bán hàng theo mô hình mạng lưới nhưng mà trực tuyến. Nó không phải là mô hình đa cấp, nó đây là một mô hình live. Tôi gọi nó là mô hình phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến. Được chưa? Họ không trả thưởng theo đa cấp. Các bạn nhớ nhé, một trong những nguyên tắc để phân biệt mô hình này với mô hình đa cấp đấy chính là họ không trả thưởng theo nguyên tắc đa cấp, và họ sẽ trả thưởng hay là trả hoa hồng theo cách là bạn nhập càng nhiều hàng thì bạn được chiết khấu cao, bạn nhập ít hàng thì chiết khấu thấp, và bạn nhập tiền tươi thóc thật bạn có thể là trả nợ trả lần như này như kia, hoặc là bạn có thể trả sau, hoặc là bạn có thể có những chính sách đổi trả vân vân. Chứ nguyên tắc nó không phải là mô hình đa cấp, nó là mô hình đại lý đơn thuần. Đấy, các cái sản phẩm các bạn chọn thì thường phải là những sản phẩm dễ bán, những sản phẩm có tính tiêu chuẩn, ví dụ như là nó là viên thuốc hay là nó là một cái liệu trình gì đấy, hay là cái quần cái áo. Cái sản phẩm bây giờ dịch vụ người ta cũng làm, dịch vụ người ta cũng phát triển, cũng bán hàng theo mô hình affiliate, đúng không ạ? Marketing liên kết đấy, hay tiếp thị liên kết đấy. Thế rồi thì cũng có lợi nhuận cao. Thường là cái này bạn phải trả thưởng nhiều, cho nên là cũng phải có lợi nhuận cao để bạn mới làm được các bạn nhé. Thế rồi thì các bạn cũng sẽ phải quan tâm đến là những cái sản phẩm có chất lượng, bởi vì người ta có thể mua đi mua lại. Chứ còn nếu mà người ta sử dụng một lần mà người ta không sử dụng nữa thì cũng sẽ không ăn thua. Bạn sẽ mất công, mất uy tín trong việc phát triển, đúng không? Thế tôi sẽ lấy ví dụ như này. Tôi có làm việc với một đơn vị công ty, họ phát triển cái thuốc giảm cân, đúng không ạ? Các bạn biết rằng là hệ thống bán hàng của họ rất lớn, bởi vì cái thuốc giảm cân là một cái thuốc mà rất là đặc thù. Đấy là người ta, con người thì bây giờ chúng ta thường là được ăn ngon mặc đẹp rồi, rồi thì chúng ta ăn uống rất là đầy đủ. Thế thì cái nguy cơ về béo phì, nhất là phụ nữ, đúng không ạ? Béo xấu thì người ta không chịu được, thì người ta sẽ sử dụng cái thuốc đó để người ta uống để người ta giữ cân, giữ dáng, giảm cân, giảm dáng. Thì điều đấy là khiến cho cái sản phẩm thuốc giảm cân là một cái sản phẩm rất là dễ bán ở trên mạng. Với cái quá trình kinh doanh của tôi thì tôi phát hiện ra nó rất là dễ bán các bạn nhé. Và đơn vị này thì họ sẽ làm là đi gia công cho rất nhiều bên. Đấy, họ có thể gắn là thuốc giảm cân Phan Anh, thuốc giảm cân Tuấn Anh, thuốc giảm cân Đức Anh gì đó cũng được. Thế thì tất cả những cái nhãn họ bán trên thị trường thì đều lấy của một người chủ. Thì như vậy họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Và sau đó thì họ lại bắt đầu phát triển theo một cái nhãn riêng của họ, và họ phát triển theo mô hình bán hàng đại lý như vậy. Cứ đại lý lấy hàng cấp tổng đại lý hay độc quyền bao nhiêu tiền đấy,
đại lý cấp dưới hơn thì bao nhiêu tiền, vân vân vân. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là với một cái cách thức như vậy, họ sẽ phát triển được rất nhiều. Còn mỹ phẩm thì trên thị trường các bạn thấy rất nhiều các dòng mỹ phẩm Hàn Quốc, Nhật Bản hay Việt Nam, đặc biệt là các cái mỹ phẩm Việt Nam hoặc là mỹ phẩm OEM ở thị trường nước ngoài của người Việt nhưng mà sản xuất tại Hàn, tại Thái, tại châu Âu hay tại Mỹ hay là tại những cái thị trường khác nữa, họ sử dụng cũng nhiều. Sau đó họ phát triển theo mô hình hệ thống và bán hàng online, họ tổ chức các cái chương trình đại hội thu hút, rồi họ tuyển dụng vân vân rất nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn có thể hình dung ra được cái cách như vậy, đúng không? Cái lợi nhuận của việc bán thuốc giảm cân trong trường hợp này, tôi biết họ kiếm được một cái mức lợi nhuận rất là khủng, từ tiền trăm triệu đến cả tiền tỷ mỗi tháng các bạn nhé. Cái đấy là hoàn toàn làm được, bởi vì các bạn cứ tưởng tượng đi, có hàng trăm đến hàng nghìn người bán hàng cho bạn, thì cái chuyện mà bạn kiếm được 1, 2, 3 tỷ tiền lời một tháng thì không phải là quá là xa xôi hay là nghe có vẻ viển vông, đa cấp, dụ dỗ gì cả. Các bạn thấy rằng có nhiều người đã làm được điều đấy. Vấn đề của các bạn là không phải là nghi ngờ cái chuyện tôi nói đúng hay sai. Vấn đề của các bạn đó chính là hãy làm đi, và hãy làm được thành công như vậy thì các bạn sẽ thấy điều tôi nói là đúng hay là sai. Ok, tôi xin phép kết thúc cái bài học số 2 này nói về hai ý thôi, đúng không ạ? Một là những cái sản phẩm gì, tôi đi vào chi tiết. Hai là tôi lấy một số cái ví dụ phân tích cho các bạn để các bạn hình dung ra thêm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học số 3, bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.